lên hỏi cho hậu thái học hỏi, một đứa là nói là biết bao nhiêu cỡ đó, nói giảng pháp. Nói gì? Giảng pháp. Nãy giờ đang nói cõi trời đâu rồi? Dạ. Phật A Di Đà. Rồi gì gì đó nói. Mong sư cô nói lại cho tụi con nghe. Nó giỡn mà, câu chuyện nó giỡn. Nhưng mà hay sư cô, tụi con học. Mấy đứa này đang học học pháp, bây giờ để kể cái giảng pháp. Bây giờ kể như vậy nhá. Thì có một cái ông rất giàu lắm. Ông cho rất nhiều tiền của rồi ông, nhiều khi ông bị người ta cửi mắng ông cũng thành đã lời nữa. Ông đi thuê nhà cho ông hai dãy sợ. Thì mà hôm đó cái ông đó, ông mới buồn quá thôi tôi đi. Thì ông thác sanh vào cõi trời rất lớn, rất cao, cõi ao lợi hay là cần thứ 36. Thì gặp cái bà sơ, bà Trương, bà sơ. Bà nói là cướp trời nói tôi á, là đi đón ông. Nhưng mà tôi muốn giới thiệu cho ông biết là những cái người nhà mà được dân ở đây. Thì ông ấy, bà mới giới thiệu là chỗ ngài là Đức Giang Hàng ở đấy. Tôi đi xuống đây là Đức Hồng Y. Tôi đi xuống đây là Đức Tổng Giám Mục. Rồi tới Đức Giám Mục, rồi tới Dân Mục, rồi tới mấy bà sơ. Rồi đây là của ông đây ông ạ. Thì ông thấy Đức Giang Hàng nhỏ thiếu à. Thì cứ đây càng đây nữa thì nhà nó càng bự lên. Thấy không? Tới có bà sơ là lớn lắm. Bà sơ hồi xưa phải ở cực khổ, ở trần gian cực khổ, phải ở càng bét bẹt với nhau. Mà bây giờ ở nhà bự quá vậy. Dạ không biết tại sao chứ hết Chúa để cho như vậy. Nhưng còn ông đây, ông không có phải là bà sơ, cũng phải ông ca vô ở vô dài. Ở sao vậy? Tại vì những người như ông đây xin gạn ít lắm. Nghĩa ông giáo hoàng với tổng giám mục thì rất nhiều trên nhà thì ở nhỏ. Thành nữ càng như càng lớn hay là những người sao vậy? Những người là hiếm hay tại vì thường thường những người đó người ta chuyên môn làm bận rộn, làm những cái điều về có lợi cho họ mà thôi. Cho nên họ biết ghê, đúng không? Họ không có vô trên nhà người mà họ phải ngạo trần gian, họ phải trái sinh làm người. Chứ không thể đi vô cõi trời ở trên cái em trời là trời con, trời con cỡ đó. Dân đại của ông đây, sao của tôi bự dữ vậy? Tại những người như ông kiếp chấn. Những người hữu ích. Không thiệt, sư dạy của tôi có biết con người anh ta rất là cái giọng hướng thiện á, bây giờ khỏi kênh á, anh ta nghĩ rất vừa ở khỏi kênh. Chỉ có tiếc là sư dạy chưa bay được thôi, bay nữa thì chưa bay. Bây giờ nó có mấy cái mình đứng lên á, mình bay, bay trên nước được. Đúng rồi, đúng rồi. Nó cứ cầm cái đó thay thế thần thông đó, đúng rồi, chứ kiểu thấy nó bay từ cái mấy chiến hạm á, cầm cái đó phóng kìa thì nó bay từ chiến hạm bên này sang chiến hạm bên kia. Hồi xưa Phật Thích Ca mình cũng vậy, đi bị ngoại đạo á, để gai ở ngoài đường á, tại Phật đâu có được mang dép đó, thì cũng đau như thường đúng không, cũng bị đau rồi chảy máu rồi gai đâm rồi đủ. Người bệnh, người chúng ăn nấm rơm độc rồi cũng bị chết. Cũng như người thường thôi. Nhưng mà chỉ là người thường không có nhìn ra các ngài. Chúng ta cứ thấy là những người mà họ sống giản dị, rồi ta làm chuyện từ thiện một cái nhỏ, mình phải biết sẵn sàng vì những người đó. Vì người ta không nghĩ tới bản thân họ nhiều, họ nghĩ tới những cái gì cần phải làm trước mắt. Thành ra mới, người đó mới nói là vô cõi trời ở lâu dài. Cạnh người đó khó vô được. Khó vô được. Thường thường người ta chuyển nghĩ với bản thân người ta thôi. Và biết bao nhiêu những ông lớn ở cái thế gian này đều bị ở tù, cái gia tòa hay là bị đủ thứ cho họ. Giàu bao nhiêu họ cũng cứ làm những cái chuyện tùm lum. Nhưng chống lại luật pháp. Mà chống lại luật pháp thì chống ai? Là chống lại con người. Cho nên Phật có dạy năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm,
không nói giáo, không ngập ngẹt. Thì đó bình thường con nước nào nó thấy có năm tới rồi nó cũng sợ mình rồi. Cho nên Phật giáo đi vô Tây Phương dễ dàng là như vậy. Mình là mình đưa cái giấy lên, mình đưa giới, đây là giới lực của tụi tôi là bí xịt. Cái này là nhỏ nhất, từ tên những cái vị mà cao nữa. Ví dụ như người đó tu 8 giới, rồi cái người đó tu 10 giới. Người đó có 10 giới thường thường là xuất gia rồi. Từ từ 10 giới đó, người đó sẽ tu lên 204 giới. Rồi tới các những cái người mà từ sau nghi đó, thì tới mấy trăm giới, 500 giới. Anh Tý bây giờ thọ mấy giới? Thì giới từ sau lâu rồi. Là 245 giới. 245 giới, có thể cộng với 48 giới Bồ Tát, rồi nó thành ra cộng là tầm gần 500 giới á. 500 giới rồi. Wow. Mà trong đó có cái giới là ba món mà hỏi món thứ tư người khác xin là phải cho đúng không? Đúng là Bồ Tát giới á, mà cái đó là 500 giới. Thiên tâm là có 12 giới, nó gắng giữ đường về trời. Mười giới còn không làm nổi á. Bên này là 500 giới. 500 giới mà mình có gì cả chi mình cũng cho. Mấy tôi có 1 cái mà coi được. Không, mà trong mặt á là dù con có 3 cái áo lạnh, thì 3 cái ông hồ đẹp. Mà người khác mà biết con có cái thứ tư để sinh là con phải trò. Thôi cả đời con tu tập bị mất hết. Tức là mình không có giữ giới, hiểu không? Nhưng mà quý vị có, đừng có chuyên nghèo. Đừng có chuyên nghèo. Có chơi nó khổ. Con khuyên mấy đệ tử, em khuyên mấy đệ tử này là phải có nhiều. Để mà dùng tiền đó để thử lại lòng mình. Mình mới đi làm như là cái kiểu của em vậy đó. Thế là nó sẽ giàu hết. Thì lúc đó mới biết được là có thành tâm với Phật hay không. Còn bây giờ nghèo khổ mà vô đây đọc kinh ngồi thiền hoài mà thì chưa chắc thử được cái tâm mình, phải cho nó giàu mới thử được chứ. Đúng không? Đúng. Nên đúng cái rồi. Cách của em là khác, chỗ nó giàu thoải mái nhưng mà nó đừng có xa đọa, đừng có ham chơi. Vẫn nhớ tới Phật đó là chọn một kiếp người và một kiếp đạo, đáng đời đáng đạo luôn, xứng đáng. Đúng là một cái nhưng mà em khuyên mấy đệ tử là phải đi học nè, phải đi làm nè, phải lo cho chồng và làm vợ cho đáng làm vợ nữa. Cho nên em dạy cho hàng đệ tử thời đại văn minh kiểu khác một chút. Chứ giờ còn như ba món mà cho món rồi nó có ba cái bột sòn, cái nó có cục thứ 20 cara, cái biểu nó cho nó đâu chịu, nó phạm giới tội nghiệp nó. Tôi nghe là cái câu á mà theo Phật giáo á thì chỉ biết cái hiện tại thôi, mình không có gọi là vọng tưởng tới tương lai, mơ mộng á. Tại vì mình mơ mộng thì mình không có thực tế, mà khi mình không thực tế thì mình hay bị thất vọng. Nhiều khi mình gặp cái anh chàng nó gặp trai quá, mình nghĩ anh sẽ yêu mình, anh cũng cười nói chuyện, mà thực ra anh có người khác rồi. Rồi mình tưởng là anh yêu nhưng mà anh không yêu, anh có người khác rồi sao anh yêu mình nữa. Mình thấy thế thì mình biết là mình thất vọng. Thất vọng càng càng. Và con tưởng như thế, tại mình tưởng chứ đâu phải được sao. Nhớ cái tư tưởng đó. Tuy tưởng, mình nghĩ là như vậy, nhưng không phải như vậy. Cũng giống như mình đi làm công sở vậy. Thì á, thấy ông cửu ông gật đầu ông chào. Không thì thêm. Thôi á, sư cô đi gặp lên trong đại học. Hả? Cái ông bằng master dạy học của Mỹ. Vậy cái ông đó là vice president của đại học. Ông thấy chứ con hả? Cứ mang lên ông kêu tên mình. Mới gặp có mình gần ông đến tên. Ông sao hay quá ông đỡ lắm. Ngày mai cũng thấy ông gặp cô kia mới kêu ông cũng cạnh nước mang lên coi á. Ừ, ông ngày ai ông cũng nhớ tên người ta hết. Đó là cũng là một cái hay, nhưng mà vẫn mình tưởng tượng mình nghĩ là ông thích mình, thấy không? Thì á, cái đó nó không có phải như vậy. Người ta chỉ chào mình vì cái phép lịch sự của họ, và họ muốn cái người nhân viên cảm thấy ấn cúng là được sếp của mình nhớ được tên. Tại vì mình mới đừng hướng vô mà, thì mình thấy như vậy. Nhưng mà mình thấy một đứng ông đó là những người rất là đứng đắn, rất là đứng đắn, và
đây ở đây đức tỷ thờ đại sĩ là con là một Bồ Tát của Phật giáo mình vừa mới tịch. Ngài là Bồ Tát thiệt á, tôi biết mà. Ngài rất là có công với Phật giáo của chúng ta. Còn ở đây là Thượng Thích Thắng Quang, mà con đã có video đó. Ngài là nói chuyện được với chư Phật, với cha, với mẹ. Thì cái buổi sáng đó là làm lễ quán đảnh thiên thụ. Ở đây Hòa Thượng Thích Thắng Hạnh này cũng biết đó. Thì bữa thụ hỏi về Ngài Hòa Thượng Thắng Quang đó, thì Ngài đã đi về theo Phật A Di Đà rồi, Ngài không còn đây. Thì một người đầu tiên mà vừa mất được Phật rước là Hòa Thượng Thắng Quang á, tại vì cô là người kiểm chứng thiệt á. Những vị cao tăng lớn người ta cũng nghe lời này, người ta cũng phải biết. Còn vị nào mà không có đi về được thì hồn nó không đi được. Tại vì ngay cái bữa ngày mất á, chú không có đi xuống Nam Cali, là nó ma chú đi ngồi chỗ kiếm ổng, kiếm ổng ra cái gì nó đi rồi. Thì là xua đó, ổng đi thiệt á. Cảm ơn chú đại duy nhiều thế vậy hả? Không, em ngồi thiền em nói chuyện được với mấy vị. Tại mấy ông rồng của em á, thì ổng biết được vị nào đi về trời, vị nào không đi về trời. Cho nên những cái người hòa thượng lớn á, mà ngồi nhập định mà nói chuyện được với cõi vô hình á, thì cho người nhập định được, họ có thể giao du với hàng này, nhưng mà không giao du với nhóm khác. Cũng như người chúng ta, giống như con quen với phụ, không quen với nhóm kia. Thì phụ có cái nhóm sư phụ là có Sinh Long, Bạch Long, có mấy vị hộ pháp, mấy ông thiên tướng, rồi có vân vân và vân vân. Còn những vị tu Phật giáo thì cũng có những bạn trong Phật giáo mà lại không quen với Sinh Long, đâu nói chuyện được Sinh Long, có hiểu chưa? Cũng là thần thánh không à, hả? Phe nào có ra phe đó. Nhưng mà Phật giáo đó, thì Sơn Lâm bác bộ hộ pháp đều có, đều là trong những thứ tám bộ vị thần đó, đều có ở trong Phật giáo. Nhưng mà Hòa Thượng Thắng Quang là một Hòa Thượng đầu tiên lãnh đạo Phật giáo hải ngoại. Ngài chức lớp của hải ngoại mình lắm đúng không? Chức gì? Thầy của sư phụ, của thầy dạy hai, học 2 năm đi xuất Phật. Đi tới học từ hồi dạy từ Trường Quang á, hai năm cho nên vẫn tới cúng dường hồi ông ở trên này á, một tháng thì có gửi 100-200 cúng. Nhưng mà Mỹ này là thượng giữ cái chức gì trong Phật giáo? Một trong những vị lớn nhất ở hải ngoại giáo, hồi Phật giáo thống nhất lớn à. Cả mấy mình có tổng cộng bao nhiêu bao nhiêu nghìn gì khoảng cái căn hàng không tới nghìn đâu, không tới nghìn à, 700-800 thôi. Nhưng mà ổng là chức lớn nhất á. Đúng rồi, bây giờ có thể các thầy ở Việt Nam qua đây nhiều hơn à. Nhưng mà cũng không có. Tại cái vấn đề á là đó, em cứ sang coi. Ví dụ như mỗi chùa, ví dụ như sang Mô Gê bây giờ khoảng 50-60 chùa phải không? Chẳng luôn. Cả tay đi qua nhà mới được khoảng. Mặc áo vàng mà có chùa. Mấy con mặc áo vàng này mà dù xây chùa cho. Dễ lắm. Thôi ông có vô đất bự cậu bà Gê, nó muốn xây mấy cái chùa không được. Ý là đó, Thắng Quang là người mà lại cha lại mẹ, lại Thượng Đế, là Ngài. Tại vì ổng thì ổng biết. Rồi cái Ngài mới kêu đó, thủ kể câu chuyện đó, làm lễ quán đảnh đó, có cái video làm chính đó, là ổng là người dành lãnh đạo để mà Ngài rất là giỏi. Ổng giỏi, thằng không giỏi. Giỏi á, ổng có biết mấy cuốn sách. Ừ, có cuốn thì ông cũng có ký tên cho sư tỷ á, thấy không? Ừ, mà ông nói hoài về cái video pháp rất là hay, rất hay. Ông dạy cái đó. Rồi khi bữa mấy tháng trước ngày mất á, Phật ở dưới là rước về, không có lòng vòng, không có. Ngài rất tuyệt vời. Mình giàu giàu lắm nha. Ngày xưa ở Việt Nam có gồm tiền cao su á. Nhưng mà người Hòa Thượng thấy siêu mất. Ngày ổng ngày và sư phụ tới phụ thuộc thái thiêu á, ổng xong xong tới ổng nói chuyện với em à, ổng kể lễ mình hết dạ. Tức là không có bị, không có được đi về mà còn thêm hai ông thiên tướng kè hai bên nữa. Em thấy ông nó xanh nó cao tới trần nhà luôn vậy đó. Về ổng và tự lấy siêu tới mà nói chuyện theo giờ nghe được 5 phút hay 10 phút thôi rồi được đi, tức là không có tự do như Hòa Thượng Thắng Quang. Đúng rồi, thiệt á. Tới lúc mà nó siêu mất, còn ở trong nhà hoàng đó, tới lui nói chuyện cho phụ nhiều lần lắm. Cái hôm đó trong nhà hoàng nha, thì nó thiệt, nói gì, chia sẻ với các em luôn ha. Dành cúng ta, cắm ma á. Bữa qua thì nói siêu à? Đúng rồi, nhưng mà
chứ hôm đó chị đi với cô Minh Huệ á, thì á mình cũng xuống đó ngồi đó đông lắm, thì á có hai người lắm, hoa cả một rừng, nhưng nghĩ là bông ấy cho bông, nhưng mà không có ai mà làm được, cứ kể nghĩ là cứ từng giống giống chết trong cái thôi sâu á, kể ở trên đó. Thì chị ngồi chị nhìn chị cũng tiếc, nhưng mà còn người ta đi cái bằng hoa á cũng rất là nhiều, xong rồi không có chỗ để, tới từ quan tài đưa ra rồi là đi, thì trong đó hôm đó sư huynh Hạnh Tấn có qua, rồi thầy Quảng Đạo nguyên cái nhóm Âu Châu người ta qua, vậy á ông về ông có nhiều hoa thấy làm gì chứ, không phải chuyện của sư huynh, cứ đi thầy đi đâu quan tài đi hỏi mất gì phí tiền quá hả, gặp cái phí tiền quá, phí tiền quá đúng rồi ông ơi, nhiều tiền quá ông ấy cắn bây giờ cũng mấy cắn ông ngày châu châu, nhưng mà ông ngày tu cũng đắc đạo, cứ phải thơ nha ông, rất đặc biệt ông khá lắm thầy thương minh, cứ phải đi mất đi dễ thì ta thấy dễ lắm, mai mình ta tiếp thì thôi thì cho ông chi vậy sao chứ biết rồi, nhưng mà bây giờ người ta cứ cho thì ai làm gì nữa, thôi thầy cứ đi 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 ra một thật nha, cái gái mấy cái xe mình đá mấy người lắm chạy chạy lên trên mấy cái vòng hoa luôn, cán lên luôn, cán lên luôn, ồ uống quá hả, thì ở chị mới tức quá, chị cục mấy cái thầy cơ thư cô Minh Huệ mấy người con đủ cái vòng hoa là mấy trăm bạc, mà bây giờ biết bao nhiêu như thế này cái tiền nữa, để cho tôi được cho mấy em bé nghèo Việt Nam, tôi có bao nhiêu em bé nghèo ở Việt Nam, rất là cho em bé ở Hà Giang á, nó là người Mông, người Mông biết người Mông không, không Mông á, nó nghèo cũng đi tân đất không à, trời dặn muốn kết rộng lính tân đất, chứ nó tội sao nó nghèo quá, Hà Mông gì, Hà Sài Gòn, Hà Nội cũng đúng. Là đi dân đất đúng với Hà Mông, Hà Kiên Giang, Hà Long Xuyên, Hà Cần Thơ, Kiên Giang cũng vậy luôn, Hà nào cũng đi chân đất hết, tỷ tỷ lo đâu có nổi. Đúng rồi, nhưng do có mấy đứa ở Kiên Giang nó phải đi làm gì đó không? Nhiều lắm, móc bọc. Nói đi sang việc cho bố nó, không nổi khổ. Nói cái sùng thịt bự á, rồi cái người cha nó ngồi bên cây, tôi thấy thằng bé nó đen thục đen thục đó, nó làm gì vậy anh? Nó dặn cứ đi mò hộp bịch, nó sao nó mò hộp bịch vậy? Cành việc của anh bao nhiêu con, những 200 con vậy hả, rồi anh để cho nó mấy cửa, nó dặn nó tám cửa, nó tám cửa anh bắt nó dặn ngưỡng nó gập bẻ dưới lá trăng, thì con nhảy thuốc nữa, nhảy thuốc kịp không, nhưng mà anh bị anh xong thích động như vậy cái nào cái mà anh có làm việc nuôi 200 con, anh dạy cho con, anh nói chả không phải con đi làm công cụ làm nghề trăng việc rồi tám cửa mà trăng việc thì nó phải đi mò bịch cho bố nó, hay quá, tám cửa trăng việc không được đi học. Chạy nói cho nên là chị mới phải, em biết chị làm gì em. Bây giờ tôi mướn thằng bé mỗi tháng như vậy tôi sẽ cho nó 200.000 tiền Việt Nam, nhưng mà với điều kiện anh phải cho nó đi học, tôi học cho học tới lớp 9 thì tôi không cho nữa, là lớp 9 nó sẽ học nghề, em hiểu không? Lớp 9 là cho học nghề thợ may chợ máy á, thì anh phải mặc như vậy, thì anh vô cái trường đó thì anh nói là tôi được thư cô á, thì coi thằng bé vào trong học. Lúc bây giờ mình mới thấy là các em quá nghèo, thành ra mấy cái trường chuyên gia này em biết yếu, bây giờ chị thấp nghèo một tỉnh miền Tây mà chị làm mấy cái chỗ mà đồng tiền á, trong cái mình đồng tiền thì trên mấy cái thuyết ngày nhà một ngữ người ta là người Miên, một ngữ thì người Việt Nam, trời dính đâu cũng nhiều, đúng rồi, nhưng mà xây mấy cái trường mẫu giáo với lớp học một nó học tới 4-5 lớp vậy, không thì nó tới lớp thấp trưởng nó lên tới lớp 9, lớp 10 á, tức là thấp từ lớp 12 nó mới đoạn đi. Sao thì tí lo nổi, cái đó là cửa bác Trọng lo mà. Trời em à. Bác Tô Lâm hay là bác Thưởng dạ, lo thế chứ. Dạ, con Việt Nam thì đó thì mình lo. Em à, nếu mình không làm thì dạy cho mấy ông nội đó, tối ngày chẳng dạy ý mấy đứa nghèo đâu. Ông không để ý nghèo. Cái gì nhớ. Trời ơi, tiền mấy ông nuôi ghệ em ý thiếu gì. Một tháng chuyển qua cả 1 triệu đô yeah. Ừ, trời ơi, em quen với ổng hả? Ghê, mấy anh ghệ đang ở Las Vegas nữa kìa. Nghe không? Em biết hả? Ghê vậy? Trời, tí, trời, tí tu, tí biết. Cho nên em mới nửa tu, nửa đời cho em biết hết. Ghê, thiệt á, nghe lắm, sợ. Ờ, không, ghê lắm.
Điểm ăn là mấy chục triệu không? Sao bữa nào chị mới thấy ông trên TV ống ốm yếu chịu anh? Giả bộ. Ông đi người ta phải chắc mà. Ông em nói mấy ông kia, người quan trọng thì hết xí xí quách đúng. Nói mấy ông lãnh đạo hơn, mấy ông nhỉ kìa. Trời ơi khổ thiệt. Nhưng mà người Việt Nam của mình rất là khổ. Cho nên là mình không nghe á. Mà mua hoa, câu cố sát vô mình cặn ăn cho thèm. Nói một lời cảm ơn thì hãy cho cái 100 đồng tiền hoa đó á, vô cái quỹ nào từ thiện để tôi các em học đi. Vì nó học tới lớp 9 và nó có trí tuệ rồi. Nó biết suy nghĩ, nó có thể đào táo. Rồi nó biết học cái nghề gì hơn, phải không? Nó nhà quê. Nó đi móc bọc. Rồi từ từ nó học được từ cái trong cái ổ rác lớn. Nó sẽ đi móc túi. Tức là nó sẽ lên cắt. Thì cũng là hảo. Thì cũng là móc phải không? Hết móc bọc xong thì móc. Hết móc túi thì giờ tới. Móc bọc ra cái gì? Thì đi vô không là cái gì mà để lo sợ chết. Cái gì kinh quá vậy coi. Cái gì cũng được nhiều làm về chia phân nửa cho bả không nữa. Tại vì nó ra, nó gọi giấy hết trời. Ghê lên kìa. Mày ngâm giấy hả? 513 câu mấy con coi đi. Nó thiệt luôn, nó còn mo đàn thiệt nữa. Nếu con người nào ở vào cái thời gian. Hả ông Bảy? Cần hôm đó bây giờ ông phải do. Ông như vậy ông tức quá, ông coi hết nó không còn gì nữa. Không, chó là sao giận. Của là máu huyết mà Phật có nói mà. Chẳng qua là em không có ham thế gian thôi, ham tu thôi. Nhưng mà cuối cùng rồi mới phát hiện được là mình cần phải biết có móc bọc, cần thiết nơ tài quốc tế. Chứ mặc áo này vô chả biết mấy chuyện đó. Tới hôm nay nó hôm nãy nó chỉ tỉ tỉ. Nô tài quốc tế là gì cũng không biết mà làm dâu xứ đại cũng không biết mà. Chuyện biết ở anh nghe bây giờ không biết. Ở anh nghe bây giờ biết. Thiệt rồi. Rồi bia một sen nữa. Hả? Bia Trung Cộng nó bán có một cái 5-10 sen à. Lon bia để chất độc chẩm. Trời. Nó bán 5-10 sen mà dân Việt Nam mình uống quá trời. Cho nên nó nhiều cái mà nhờ mặc áo này mới biết nhiều vậy. Sao nói là bây giờ Trung Quốc vừa mới đem một dàn xe điện cho Việt Nam giáp ở bên đó. Dàn đi đó. Đó không biết mà thấy nó đem một dàn đại hạm đội đi ra ngoài biển sắp sửa nghinh chiến với Philippines. Trời. Bữa nay nè, ngày 8 tháng 4 năm 2024. Bữa nay nó đem một dàn quân ra ngoài đi dàn trận. Ngày mốt đó là tổng thống Marcos hay gì đó với Nhật đồ hợp với Mỹ nè bắt đầu chuẩn bị boxing. Trời. Coi nào mạnh. Không nói ừ. Biển Đông vậy sống. Thì không biết chuyện đó. Thì cầu nguyện à. Cái ông cầu Cẩm Bình này á, có thể là ông sẽ khôn hơn một chút. Khôn quá. Nhưng ông tránh quá. Ông tránh được cái chiến tranh. Vì bây giờ đang cái vấn đề Nga. Mà ông chiến tranh tránh được, ông sẽ được giải thưởng Nobel Hòa Bình. Tại vì ông tay lùi quay. Bây giờ chỉ mong ông nghĩ là tôi sẽ được giải thưởng Nobel. Người tôi nói chuyện khác. Nobel Hòa Bình á. Tập cho mình, tập cho mình Nobel giỏi ca, tập cho mình. Yeah. Bây giờ mình phải làm cho ông nghĩ. Sao để ông nói là Putin lãnh Nobel luôn. Bây giờ thật khổ quá thôi. Ông đánh nhiều khen chẳng có mục đích gì, chỉ là tự ái mà đánh thôi. Tập Trung Bình nó chẳng qua là tham muốn chiếm Đài Loan rồi đánh thôi. Mà giải Nobel. Em không bao giờ em nghĩ Tập Trung Bình có cơ hội giải Nobel. Ông không chiếm đâu nhờ. Cả thế giới đang ghét Tập Trung Bình để giải Nobel. Chắc ông nào mà tặng giải Nobel. Người ta có nói nó ngỡ với nhau trước chứ bà. À, không có nghĩ. Nói anh đừng chai vô nhát để Mỹ đã công nhận cả thế giới ghét Tàu rồi. Làm sao mà làm giải Nobel được. Mẹ Maria Theresa hay Đức Đạt Lai Lạt Ma đồ quả mai. Chứ còn cái người đã tạo ra cái ác rồi thì nó không bao giờ được cái đó. Không biết đâu. Em có nhớ ở Việt Nam ngày xưa á, người cha có cho cái giải Nobel cho ông. Thôi bây giờ muốn trọng mình thọ, hả, mình người Việt Nam. Ông Thọ giờ cái ông Việt ông... Nam. Cái gì ông Nguyễn Hữu Thọ hay Nguyễn Đỗ gì Thọ? Nguyễn Hữu Thọ. Ờ đúng rồi. Ông đó được giải Nobel nhá. Xong ông từ chối tại vì tôi không xứng giải, thì thấy ông tưởng làm gì. Em nghĩ người đã giải Nobel là biết ai không? Mình người Việt mình nói nhân vật Việt Nam đi. Nguyễn Phú Trọng. Tại ông đốt củi hay quá, củi chân cũng tốt, củi già cũng tốt. Cho nên sản nghiệp nước Việt thì phải tặng cho bác Trọng một cái giải Nobel mới đúng.
Tí tí nói gì em còn đồng ý. Đúng. Tập vấn binh làm sao được giải Nobel? Mà chị muốn biết là đốt củi à, ông đốt cái gì? Đốt củi mà tí tí không biết đốt cái gì nữa. Thì ông đốt từ tăng nhiệt phát qua tới dạng tới oxygen rồi vinh phát rồi vinh sen thì ông đốt bán hết, tức là củi khô củi ướt thì ông đốt sạch thì ông mới được giải Nobel. Không được đâu. Không được hả? Đốt củi của mình. Cười. Em nghe hiểu rõ kỳ đó có cho, nhưng mà từ chối. Ông nói ông không xứng đáng. Tại vì ông, nếu mà ông nhận cái giải. Thôi bây giờ mình nói Phật giáo mình đây, mình là người tu tỉ tỉ đó. Em nói người được giải Nobel mà nếu mà em chọn tất cả các thầy trong Phật giáo, đố tỉ tỉ em chọn ai? Giờ tỉ tỉ chọn ai là người được giải Nobel trong Phật giáo Việt Nam mình, ở quốc nội hay hải ngoại? Không biết. Em biết. Vậy cậu giỏi, cậu cứ làm đi, còn chị không dạy là ai. Là Thích Trúc Thái Minh. Ai? Ai Thích Trúc Thái Minh? Chùa Ba Vàng. Tại ông làm con cỏ mà nhúng nhích giống như Xá Lợi Phật được là ông có tài đó. Có thiệt không á? Ờ thiệt. Cái ông mới được giải Nobel. Khổ thêm mà. Cậu ơi, ông làm cái mấy chục triệu người đến để mà chiêm ngưỡng cộng... cộng cỏ nhúng nhích á. Cộng cỏ. Trời ơi, tí tí thì mới tí tí không biết gì chứ. Không có, mà thầy nói là cộng tóc của Phật. Vậy mà mấy chục triệu người đi chiêm ngưỡng. Ông lấy một đống hốt đống tiền. Ví dụ giờ tỷ tỷ ngày mai em chế cộng cỏ nhúc nhích để trong cái tủ nhúc nhích đây nè, cái em lên đài mấy cái đài mấy đứa đệ tử. Ồ, chùa sư cô anh chị, chùa Bình có tóc Phật nhúc nhích thì cả nước Mỹ người ta bay về đây người ta chiêm ngưỡng. Thì mỗi người bỏ vài trăm đô là tỷ tỷ giàu liền. Thì ông làm được vậy thì ông cũng có tài đó. Có mà. Ủa tỷ tỷ không biết chuyện đó hả? Không, có nghe cái gì cũng không hiểu gì. Nói nhiều cũng không chứ. Không nghe con chăm luôn. Chị hiểu không? Không hiểu gì cả. À, có. Nhưng mà cái thời gian á, mà cái thời cáo á, thì nó có hai cái dạng. Cái thứ nhất á, là hồi đó ngay lúc bây giờ thì trong lịch sử có nói. Và khi Đức Phật vừa mới cáo trạng xong á, cái ngày đói, cái ngày thấy mấy ông gái buôn á, người Miến Điện á, ông đi về ông ngồi rồi đó ông họ ăn, họ ăn thức ăn thì ăn sữa ăn bơ gì đó, thì Đức Phật đói quá mới ông có gì tôi xin ăn, tôi mấy ngày không có ăn, cái họ thấy không còn gì, họ mới lấy mật ong ra cúng dường cho Phật, thì ông Phật ăn xong rồi, nói, tôi cảm ơn lâu ngày quá tôi cũng được ăn cái vườn vịnh mật ong ngày cho nên thấy ngon. À, bây giờ tôi không có gì cho mấy ông có muốn tôi cho gì không? Mấy ông thì ông có hiểu không? Nghĩ vậy lúc giờ ông đi cuộc sống nha mà không cạo đầu nha, ông để ông cạo đầu một lần thôi, cái dài ông cầm ông vuốt ra một cái thì ông cho mấy ông gái buồn đó có mấy sợi tóc, mấy ông gái gái buồn nó kèm về biên sứ của họ. Bây giờ cái bảo tháp mình xây đường nhớ khổng lồ á, mấy kỳ lỗ ra á thì có đó mấy cái sợi tóc đó. Đó là cái thận tập sống. Cái này bán được. Cậu cậu nói đi. À, ta Phật cho mình là dân ăn trộm ăn cướp mặc đồ này. Cho nên đâu có bán được. Thì nhưng mà cái dạng thứ hai á, là lúc Đức Phật mà ngài nhập niết bàn á, thì em thiêu. Thì những cái sợi tóc đó nó phẳng lại, nó còn vo ở giữa, thấy nó có màu đen, nó nhỏ thôi. Nhưng mà những tất cả những cái thể xác của Phật lúc dần nó đổi từ cái thịt, từ cái máu, từ cái óc thì nó biến thành những cái viên ngọc nhỏ xíu tròn mà nó trong. Còn cái thận cấp mà có máu á, thận cấp đó ở tuyến giữa nó có cái gan thì phải nhìn tuyến hiển vi. Thì có bên này có mà chứ không thấy mà. Có nhưng mà đúng rồi. Con cho ông mượn này hả? Ông chẳng có cho ai mượn hết. Còn không cho, không cho vô thăm quan. Không. Năm mới cho mở lần hả? Từ nhà có hòa thượng đây chẳng mỗi lần mở cái xin pháp rồi kia mất công đấy. Xin phép ai? Xin pháp ông xếp nào giữ được quá. Này của tỷ tỷ mà. Đúng rồi. Cái tháp bên đây mới là quan trọng chỗ này. Học mấy ngày.
Thì từng nào nhắn tin em đi mở cửa cho tụi nó vô tham quan. Ok, giờ nói nhiều sợ tỷ mất sức khỏe, cũng đang bệnh.